Xin lưu ý, video bạn đang xem có thể không phù hợp với suy nghĩ của bạn. Khi một việc xảy ra thì kéo theo nhiều hệ lụy. Nước Mỹ đang trong cơn đại dịch và là tâm điểm của thế giới khi có số người nhiễm bệnh và tử vong cao nhất thế giới. Chỉ sau một vài tuần, từ vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng, Mỹ đã vượt qua các nước khác một cách ngoạn mục. Vào thời điểm tôi ghi hình làm clip này, thì số người bị nhiễm bệnh ở Mỹ đã sắp xỉ 710.000 người và số người tử vong cũng sắp xỉ 35.000 người. Tại sao lại như vậy? Theo ý kiến chủ quan của tôi thì có những lý do sau đây. Lý do thứ nhất, nước Mỹ nói chung và các thành phố lớn nói riêng có mật độ dân cư đông đúc. Việc sử dụng phương tiện công cộng rất phổ biến. Chính vì vậy, việc lây lan rất nhanh và dễ dàng. Lý do thứ hai, người Mỹ từ xưa đến nay không có thói quen sử dụng khẩu trang. Đối với họ, văn hóa đeo khẩu trang chỉ dành cho những người bị bệnh. Chính vì thế, việc đeo khẩu trang đối với họ rất bức rứt, khó chịu. Qua nhiều tuần lễ nhắc nhở thì văn hóa đeo khẩu trang mới xuất hiện ở Mỹ. Lý do thứ ba, nước Mỹ vốn là nước thích lối sống thiên nhiên, chính vì vậy họ thường du lịch khắp nơi mà ít ở nhà. Thời điểm bệnh dịch vẫn còn một số người Mỹ lang thang đâu đó trên địa cầu. Trong thời gian phong tỏa, người Mỹ vẫn ra đường mà không đeo khẩu trang. Họ làm việc ở nhà hoặc không làm gì hết vì công ty đóng cửa, ở nhà buồn chán, thế là họ lang thang bên ngoài đường phố, công viên, đến khi có luật giữ khoảng cách xã hội an toàn, lúc này bệnh dịch đã nghiêm trọng, thế là họ mới ý thức sự nguy hiểm của căn bệnh, nhưng vẫn còn số ít ra ngoài mà không xài khẩu trang. Việc lây nhiễm là không tránh khỏi, tuy có giảm. Lý do thứ tư, nước Mỹ là đất nước của tự do dân chủ, quyền công dân rất cao nên rất khó ép buộc họ thực hiện triệt để hay dùng biện pháp này nọ để răn đe như các nước xã hội chủ nghĩa. Nước Mỹ chỉ giới hạn bằng việc nhắc nhở, khuyến cáo người dân theo tinh thần tự giác là chính. Lý do cuối cùng, vẫn còn một số ngành nghề ở Mỹ vẫn hoạt động như bưu điện, tiệm giặt, chợ búa, ngân hàng, tiệm sửa xe, cây xăng, các công ty vận tải chuyên chở giao nhận hàng hóa, và các nhân viên này hầu như không dùng biện pháp cách ly hay tránh tiếp xúc và đeo khẩu trang như tôi đã đề cập. Văn hóa đeo khẩu trang không có ở Mỹ. Để một nền văn hóa nhập vào người dân cần phải có thời gian. Ngay khi tôi thực hiện video này, ngoài đường vẫn còn đông đúc, xe cộ tấp nập. Chắc chắn khác hẳn với xã hội Việt Nam phải không? Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, quý vị à. Nghe đến đây, hẳn quý vị và các bạn đã có câu trả lời rồi chứ? Một điều cuối cùng tôi muốn bổ sung là Mỹ trung thực trong việc đưa thông tin mà không giấu giếm. Điều này Tổng thống Trump đã đề cập
trong một diễn đàn. Theo ông, các nước khác chưa chắc đã trung thực, đặc biệt là Trung Quốc. Giờ đây, khi bình tĩnh ngồi làm video này, tôi mới chợt nhận ra nước Mỹ không phải toàn diện mọi mặt, nhất là tình hình bệnh dịch này. Nói thế để chúng ta có cái nhìn khách quan hơn. Tôi không tô màu cho bức tranh ảm đạm, cũng không phân bua mà chỉ ra những nguyên nhân để mọi người hiểu hơn mà thôi. Trong chương trình kỳ sau, tôi sẽ đề cập đến khía cạnh khác của bệnh dịch. Xin mời quý vị nhớ đón xem. Xin cảm ơn.